hôm nay là chúng ta đến với lại quán ốc Bắc. Chúng ta sẽ xem coi là khác gì với ốc Nam nha. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy là mời đến đây một nhân vật rất là hài hước, rất là duyên dáng. Vâng, xin giới thiệu Vương Canh Vàng. Nói đầu tiên cho các chương trình nhà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là Thác La và Lu sẽ chiêu đãi một bữa ăn thiệt là tuyệt vời và hôm nay thấy là ngon á, hấp dẫn á. Ngày hôm nay anh thấy cái mâm ốc này như thế nào? Quá nhiều món luôn, đến sơ sơ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 món. Thường anh đi ăn ốc là nhiều vậy không? Cũng nhiều vậy em. Mỗi lần tại vì em đi ăn ốc sẽ có rất là nhiều quán, và mỗi quán thì nó sẽ có một đặc trưng riêng. Em thì chưa bao giờ ăn cái mâm bự vậy. Không, với nãy giờ anh nhìn cái mâm này thì nó là những loại ốc cơ bản và cơ bản. Có thể là đa phần ở quán nào cũng sẽ có. Anh đang rất là kỳ vọng vào hương vị. Ok, mình vừa ăn mình vừa trò chuyện nha. Rồi, mời anh. Cái nhưng mà đầu tiên á thì chắc là mình sẽ ăn những cái vị nhẹ nhàng thanh đạm chứ, thì em mời anh thưởng thức những cái món hấp trước. Hấp trước hả? Dạ. Hấp. Rồi ốc luộc bây giờ cái gì ghim ra. Nhưng mà ốc đây thì không thể nào thiếu được là nước chấm. Lạ ha, lẽ. Trong miền Nam là sẽ lấy cái kim băng. Trời nhìn là biết không biết ăn ốc rồi, trời nè. Lấy con ốc là phải lấy vậy nè. Mới giới thiệu chuyên gia ẩm thực xong rồi ăn cái con ốc kỳ quá. Thế này quá. Làm anh không trời ơi nhục nhã anh quá. Lấy cho tôi coi cái là lấy hết được ốc rồi. Em ơi, dân miền Tây thấy không? Con ốc mà lấy cỡ này em ơi. Đồ. Trời ơi. Ồ, cái nước chấm của nó. Cái nước chấm có xả, rồi mình chấm một miếng xả lên. Có xả, có lá chanh. Nó ngon. Nhưng mà đúng là ốc ngon là nhờ vào cái nước chấm á. Nhờ cái nước chấm này đúng nghĩa là đặc trưng của miền Bắc luôn. Thử cái nghêu hấp xả. Chưa có bằng nghêu. Bằng nghêu luôn. Lấy cái bằng nghêu lên. Ê, bằng nghêu bà tươi nha. Bà tươi mà bà bóng mượt nha. Ngon quá mọi người. Gần một năm nay anh chưa ăn lại ốc đắng á. Nè, lễ con ốc đắng ra. Đắng nha, con đầu tiên ăn rất ngon, rất con ngon. Hai ăn vô rất đắng nha. Rất đắng luôn. Nãy giờ anh ăn mấy cái loại ốc hấp này thì anh thích loại nào nhất? Trong nguyên một cái dàn ốc hấp này thì anh vẫn ấn tượng với con ốc đắng. Ốc bu thì có vẻ là nó khá bình thường và tại vì anh ăn quen rồi. Ốc đắng thì anh như nói là một năm mấy mình ăn lại. Và cái vị con ốc này á, ngày hôm nay nó rất là đặc và càng đắng thì nó lại càng ngon. Và cái cách hấp nó cũng là một phần để giúp cho cái hương vị của cái vị đắng nó vẫn giữ là được. Chứ không thôi để nếu mà nhiều người không biết cách hấp á nha là cái vị đắng nó bị lọt đi, nó bị lạc đi. Và con ốc này đặc biệt mà nếu mà để đi gọi là luộc á, luộc là sẽ mất vị. Mất vị của ốc đắng. Đa phần đánh giá hải sản và đặc biệt là ốc thì là sẽ đánh giá cái tươi đầu tiên. Ốc Pháp cháy tỏi tép mỡ. Mà ốc Roulette cũng là một trong những loại ốc mà rất là đắt tiền luôn á. Trời ơi, con ốc này to ghê trời. Nó to, nó giống như cái vị, nó sẽ giống như con ốc hương của Việt Nam. Nhưng mà nó béo hơn, nó béo hơn và nó giàu dinh dưỡng hơn. To quá cái gì à. Đặc biệt là lấy cái gan được á, lấy cái gan. Lấy cái gan dưới. Béo. Mọi người coi kỹ thuật tôi nè. Tôi sẽ lấy ra hết được cái phần gan à. Mềm mà cái gan nó ngon. Ê mà kéo ra giờ lâu quá, miếng gan lâu quá. Không có đứt anh. Nhưng mà cái ốc bu lá này rất là tốt cho xương á. Với lại là thật ra em thấy là ốc hải sản á thì ăn cái nào nó cũng rất là tốt, kiểu giàu vitamin. Với lại là có một cái em rất là thích là tại vì ăn ốc không có bị mập. Rất là dễ bị mập. Đúng rồi. Không bù cho anh miếng nào hết trơn. Mới mốt dẫn anh đi nhiều chuyện ẩm thực lên. Anh sẽ ăn phụ cho em. Nhưng mà cái mà em rất là thích ở cái nền văn hóa ẩm thực Việt Nam á là ví dụ như là ốc miền Bắc với lại ốc miền Nam mình sẽ có những cái rất là đặc trưng. Ốc miền Bắc thì thường là họ chỉ ăn luộc là chính thôi. Còn những cái
Dạ đúng rồi, luộc và hấp. Còn những cái cách chế biến này kia thì là ốc miền Nam của mình chế biến đa dạng hơn. Nhưng mà thời gian gần đây anh thấy tiệm cận giữa hai cái nền văn hóa Bắc Nam mình đó, nó giao thoa lại với nhau, và người Bắc vào trong Nam rồi mở Bắc thì cũng phải theo khẩu vị của người Sài Gòn, riêng là cái hai bên nó giao thoa lại, nó được một cái món ốc chung gọi là ốc Việt Nam rất là ngon. Đúng. Mà lúc nào đi bạn bè mà ở nước ngoài cũng vàng về cũng thường thường dẫn đi ăn cái ốc ốc dừa này nha. Có một cái loại ốc nữa nó tương tự vậy luôn mà bự hơn. Mấy ốc gì không? Ốc ngựa. Ăn bây giờ chưa? Anh chưa ăn luôn á. Ăn thử đi, hôm nào ăn. Ăn con này lười quá là ăn con ốc ngựa cho nó to. Cái ốc dừa này là nó là quen với anh ở dưới miền Tây, tại vì nó hay đu trong mấy bụi dừa nước á, rồi cứ vậy mà bóc lên thôi. Vụ lên. Ốc dừa này xào bơ. Xào với bơ. Nè, con nó có chút éo vậy nè quý vị. Ăn không no được. Xanh nó lễ không lên nè em. Bị không có nghề á. Lễ bên cái lỗ bên phải nè. Nè, nè em thấy nó rồi, thấy rồi. Ủa? Nó vậy đó. Ủa? Cuộc sống nó vậy đó, đừng đòi hỏi. Bé ơi, sao cực vậy cưng? Cưng có bé lớn mà tại sao cưng xây cái nhà cho bự vậy, ở sao hết? Bây giờ tới món nào ta hả? Sò lụa, con bé lụa này nó tươi lắm. Nó tươi mà nó mềm, nó mượt, các em, nó mượt giống như lụa sen á. Nó đi qua cái lưỡi, lưỡi vô cuốn họng, đi thẳng xuống bao tử luôn em. Nó không ngừng lại đâu hết trơn, nó không ngừng chạm trung chuyển nữa hết. À. Cái này là sò đẹp đúng không? Sò đẹp, coi sò đẹp. Coi sò đẹp. Nè, anh thấy phô mai dễ dẻo không? Nó xe cái cuốn lưỡi mình bao nhiêu cái acid amin ở trong cái dung dịch enzyme amylase nó tiết ra, nó làm mềm đi cái còi đó. Ngon nha. Ừ. Nhưng mà anh đánh giá cái này á, nó nhiều bơ quá. Nhiều bơ. Nó hơi nhiều bơ. Cho mấy bạn thích béo. À, anh thích bơ. Anh thích bơ. Anh thích bơ thôi chứ. Sắp giờ mè. Bắt đầu qua cái sắp mè đi. Sắp mè. Ừ. Hai anh em mình thử cái mè. Tại em thấy cái mè này rất là dễ. Mè thì phải lấy muỗng. Mè mình phải lấy muỗng. Đây. Hả? Tại nó chữ mờ. Tại nó chữ mờ thôi. Đúng rồi. Dần thôi chứ không có ý nghĩa mè. Em tính đưa cái muỗng này cho mọi người. Đi ăn ốc mà đi ăn một mình làm sao vui mà đi ăn cái chỉ với ngài được đúng không? Mình ăn chua. Chua nhưng mà nó đã được chế biến rồi, ở trên cái vị ngọt phía sau cũng ok nha. Ốc mỡ xào me. Ốc mỡ xào me. Đúng là ăn cái này đang cái này béo, qua cái chua cái là đổi luôn. Cho nên là thường thường ăn cái này á, mọi người nói là phải uống với hay là uống nước ngọt có ga rồi đó. Nhưng mà anh thấy là uống với nước trắng là hợp lý nhất. Tại sao? Tại vì nó sẽ lọc cái lưỡi mình đi, mình sẽ mất đi những cái vị trước đó trong cái lưỡi. Sau đó mình ăn với một món mới thì mình sẽ cảm nhận rõ hơn. Hay quá. Đây, cà na ren. Dân chuyên ốc. Cây đúng không? Cà ốc cà na rang muối. Cái này hay càng ghẹ nó hay rang giống vậy nè. Mà cái tinh túy của nó là gì không? Là cái dép vỏ chứ không có là con ốc ở trong nữa. Vỏ này như muối Tây Ninh quá. Không biết muối gì ta. Chắc là muối pha, chắc là muối mình pha, tại vì có ớt trong này nè. Mà có nhiều chỗ để tiện hơn thì người ta thường lấy muối Tây Ninh. Tại vì muối Tây Ninh là đã pha chế sẵn rồi. Cay nha. Cay. Nhưng mà phải cay gì nó mới ngon đã. Nha. Nó mới đã. Nó mới đã. Kỹ thuật họ làm rất là ok luôn, tại vì là áo đều hết luôn á. Đây. Ủa em lẹ vậy? Chúng tôi vẫn đang ở ngoài cái vỏ, em vô tới trong ruột rồi. Đúng rồi. Hấp dẫn. Nãy giờ anh ăn mấy cái loại ốc sốt thì anh thích loại nào nhất? Ốc sốt thì thật ra là anh không thích sốt lắm. Anh thích ăn theo kiểu này hơn. Nên là những cái con ốc này nó ăn chủ ra đa phần ăn vui. Và nếu đúng chuẩn ốc Bắc là phải là ăn nó như này vậy mới là giữ Bắc được này. Cái vị nguyên bản nhất. Lúc nào vị của miền Bắc cũng sẽ là nó hơi lạc, nó nhạt như nước ốc á. Nên là lúc nào cũng là hấp hoặc là luộc. Đa phần con này là hay kiểu này là hơi có Sài Gòn này. Hay quá, ngày hôm nay là em biết có Dương Thanh Vàng tới một bụng kiến thức. Cho nên là nay đã chuẩn bị cho anh một mini game show ở đây. Ủa? Sao? Ủa mọi người? Ủa? Đúng là vậy. Nãy giờ tới đây là nghe đồn là đi tới đây mời đi ăn thôi mà. Ăn thôi nhưng mà bây giờ có game show luôn. Ủa đi ăn rồi mất gì đi chơi nữa. Đúng, mình chơi game show mình ăn nó mới vui chứ. Không, nãy giờ ăn là giải đủ giải trí rồi chơi. Đi ăn với diễn viên hài mà phải... Đây, trò chơi rất đơn giản. Đây sẽ là những cái chữ viết tắt tên của những món ăn. Sẽ lấy những chữ cái đầu ra, đơn giản, hiểu không? Đoán đúng có thưởng, đoán sai bị phạt, đơn giản. Chúng ta hãy cùng đến với phần thi của YouTube này. B, chữ B, con gì, chữ B là con gì? B, C, G. B, C,
G, bánh cuốn. Bánh cuốn giòn. Bún chả. Bún chả giòn. Bún chả giòn. Bún chả. Bún chả giò. Bún chả giò. Đúng không? Bún chả giò. Chắc chưa? Chắc. Chính xác, chúc mừng Dương Anh nha. Trời ơi, giỡn mặt với tôi. Mà cái đầu là em thấy rối rối là em hỗ trợ nha. Cái thứ hai không hỗ trợ đâu nha. Tiếp theo. Cơm. Cơm gì? Cơm tắm. Cơm tắm gì? Cơm tắm sườn bì. Cơm tắm sườn bì, chúc mừng Dương Anh nha. Hay quá. Cơm tắm sườn bì. Không, đơn giản không? Không hề đơn giản. Rất thấy dễ. Tưởng đơn giản mà không hề đơn giản. Quá giờ muốn ăn Việt Nam. Còn cái này bất ngờ chưa ông già? BM. Bánh gì? Không có bài niệm bánh. Hai BM nghĩ tới bún mắm liền. Bún mắm. Bún mắm. Bánh mì. Sài Gòn chỉ có bánh mì ô môi thôi. Chỗ đoán cuối cùng. Bún mắm. Bún mắm hay bánh mì? Bún mắm Tây. Tây Ninh. Hết giờ. Bún mắm Tây Ninh. Bún mắm Tây Ninh sai rồi. Bánh mì thịt nướng đó. Phạt nha. Chọn Đông Tây Nam Bắc, hình phạt trong đây. Bắc đi, lấy ốc bắc à, ốc bắc. Mấy bắc à? Nửa vòng thôi. Nửa vòng, ok. Nửa vòng, nửa vòng, đó. Rồi, nửa vòng, tôi chưa hết vòng. Nói lời yêu thương với người bên cạnh. Mà bên cạnh tôi là ai? Bên cạnh tôi đây là cái máy quay. Chính là anh quay phim. Xin mời giới bạn nhìn thẳng vào máy quay. Và nói lời yêu thương với anh. Máy quay à? Anh ơi, mặc dù là em không muốn, nhưng mà em vẫn phải nói. Sao anh căng vậy? Anh căng vậy? Anh cười tươi. Anh ơi, mặc dù là em không muốn, nhưng mà em vẫn phải nói. Người yêu thương tựa như bão tố. Mặc dù là em không muốn. Mà anh làm hầm cũng bảo. Ừ, anh bảo mà anh cọc lắm. Cọc quá, cảm ơn. Cảm ơn. Những người mà lấy hình của mình rất đẹp. Rất là cảm ơn anh quay phim. Thôi nãy giờ đùa với anh thôi, mời anh ăn tiếp. Nghĩ là chắc là mình sẽ ăn những món no đi ha. Cái món này là một trong những cái món mà cứu đối anh vào ban đêm. Mà em thấy món này như kiểu là món quốc dân luôn á. Cứ một cái bàn ốc nào cũng sẽ phải có cái món này. Ê, ở đây xào cái cọng rau muống rất là giòn ngon. Với lại cái mì nó không có bị bở. Thanh thơm mặn không? Rất là giòn. Hấp dẫn. Nhưng mà quán bông tay này làm rất là kỹ nha. Có một lời khen dành cho quán. Thường quán bông tay ở đây á, thường những cái quán á, ít nhiều gì cũng sẽ dướng lại vài cọng cát. Và hột cát. Nhưng mà ốc đây nãy ăn rất là kỹ. Ta không thấy một hột cát nào. Cái răng mực này rất là béo. Răng mực hả? Dạ. Mực xào, xào bơ phô mai. Bơ phô mai Đây nè, đây mới là món Bắc đặc trưng nè. Nem chua rán à. Có một giai đoạn em bị ghiền nem chua rán. Cứ ra ngoài Bắc là phải đi tìm nem chua ăn. Thôi, bây giờ mình thử qua tới cháo đi. Cháo hả? Nướng nguội. Đây, hào trộn lên. Ôi, hành phi nè. Ôi, hào này hào sữa đúng không? Cháo hào sữa hành phi. Không, không nhận. Cái hào sữa béo, thơm. Chào, anh thấy sao? Con hào mềm. Thơm. Thơm. Vẫn còn thơm của cái vị con hào. Tươi ngon. Chứ con gì? Hả? Thơm không, em có nhiều chỗ làm cái vị hào nó bị tanh. Nó bị tanh, nó không được thơm mà nó bị tanh là do là thành mà ở ngoài chợ người ta hay bán cái túi hào mà loại nửa ký hay 300g á. Nó bị cao nè, là thường thường là đông đá để về nhà mình cấp đông. Sau khi mình cấp đông ra thì thường nó sẽ có một cái vị tanh của con hào rất là khó xử lý. Và nó bị bở nữa. Ở ngoài thì nó lại cứng mà ở trong là nó lại bở, khó chịu lắm. Nhưng mà ở đây nó không có như vậy. Hết thời gian nha. Hết thời gian nha. Và bây giờ chúng ta hãy đến tiếp tục với phần 2 của mini game Dương Thanh Tàn. Và không biết là như bạn cảm xúc thế nào ạ? Có một cái, tôi không ngờ là có một ngày tôi bị đối xử một cách hụt hẫng như vậy á. Chưa, tại vì anh thấy là mình hay đang làm cái nước hay quảng cáo rồi, hiểu không? Thì nó dừng như vậy. Anh sẵn sàng với mini game này chưa ạ? Thật ra là cũng chưa sẵn sàng lắm á. Tại dạ. Xin mời anh ạ. Ủa là chơi nữa hả? Dạ đúng rồi. Chung cư căn hộ. Món ăn ạ? Món ăn hả? Món cháo. Gợi ý. Canh. Canh chua cá hú. Quá hay. Dễ dễ đúng không? Tiếp. TBC ngân hàng hả? Không. TBC KT.
Quay chung bình cộng kiểm tra rồi nha. Nói vậy người ta mới gói đúng đó. Rồi đó, đó trời, cái nhiệm vụ của tôi là vậy mà. Cái gì? Món gì ta? Món gì đây? Khô. Tê. Tê khô. Đáng tê. Từ từ, đáng từ từ khô. Bánh. Thịt bò. Thịt bò không? Thịt bò gì? Thịt bò. Trứng. Bò trứng. Thịt bò sao đem trứng? Thịt bò sao đem trứng kỳ vậy? Thịt bò. Thịt ba chỉ. Ba chỉ. Thịt ba chỉ. Năm. Kho tiêu. Hay quá, thịt ba chỉ kho tiêu. Rồi, và kết thúc mini game vừa rồi. Khoan đi mọi người. Mình chơi là phải công bằng nha mọi người. Có thưởng thì phải có phạt. Và rồi, phần thưởng của anh đó chính là khỏi rồi anh chọn không có chọn với tôi phần thưởng trong đây thôi. Rồi giờ lấy cực nam đi. Nam à, nam lấy năm đi. Năm nè, 1 2 3 4 5 ăn một miếng wasabi. Chúc mừng anh Dương Thanh Vàng. Chơi là phải công bằng nha mọi người. Có thưởng thì phải có phạt. Chúc mừng anh tức á. Để tôi coi chương trình này như thế nào. Đây, mời tôi đây thiết đãi tôi wasabi thiệt hay giả. MC sẽ ăn cùng anh để anh không có bị gọi là tủi thân. Đó, sẵn sàng chưa? 1 2 3 vô. Cay mắt rồi. Đường buồn lắm em ơi. Em ơi, giấc mộng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Ủa gì đâu, nãy ăn qua tôi đi không được đâu, đừng có ăn, tại sao gồng gánh á, gì? Sao hay da rẻ quá. Nó dính ngay cái thành cổ, cái tiện lâu lâu nó lên tới não, trời ơi. Nhưng mà ăn món này hấp dẫn, vui, vui, rất vui. Như bạn nói là đi ăn ốc với bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh là vui nhất. Nhưng đi ăn với bạn bè chưa chắc vui bằng đi ăn ở quán Hạnh Phúc. Dạ. Vậy thì cho tụi em xin một kiểu ảnh với anh. Vô sát vô anh Vàng. 1 2 3 Em xin chữ ký của anh lên tấm hình nha. Yeah. Rất dễ thương quý vị. Không biết là hôm nay anh Vàng có lời nào muốn gửi đến quý vị khán giả không? À, rất là cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương Vàng. Nhìn nếu thương Vàng thì hãy cho Vàng quay trở lại với khóa Hạnh Phúc. Vâng, cảm ơn anh Dương Thanh Vàng đã đến với chương trình. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn quán ăn Ốc Bắc Em Châu đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Còn bây giờ, Lu, Phát Lá và Dương Thanh Vàng xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.